đấy là bác Phúc bác đưa tôi đến, thế thì tôi đến thôi. Tôi đến mà mày vào hùa, mày vào mày lấy bùn mày hất vào người chị, xong còn dẩy chị ngã xuống các thứ ra, xầy cả vào cả người ra. Hôm qua mày hất vào người bùn người chị, mày nhớ không? Mày cãi gì? Hôm qua có thằng cãi anh à, hôm qua nó hất bùn người em, nói với cả bác Cúc. Mà bây giờ nó vẫn cãi là nó không làm gì em hết. Thế làm ra rồi mà còn không dám nhận. Thì tôi chỉ về bảo bác Cúc thôi, thì bác cáu quá bác đi tìm chị ấy, thế là mi hất bùn vào người chị đây. Hất thì bây giờ mày sai, mày phải xin lỗi đi chứ, xong mày cứ con gái bây giờ mày phải biết thế nào đúng là sai chứ. Nhưng mà ngay cái lúc đấy là mày là người xúi bác Cúc, không phải là bác Cúc xúi. Tôi chả phải xúi gì cả. Dạ vâng, con nhung cái gái nhờ. Đứng lại đi. Đứng xuống, em chặn. Đứng lại ngay. Đứng lại ngay. Mày ra đây. Mày tối tre đi. Hôm qua mày đánh tao ấy, mày hất bùn vào người tao ấy, mày cãi cái gì hả chú? Mày không cãi không hả? Mày cãi cái gì? Mày con lại bướng không? Mày còn cầm bướng không? Chị đã bảo mày rồi, xong tất cả mọi chuyện rồi, thì đừng làm gì với chị nữa, đừng liên quan gì nữa. Mà sao mày vẫn cứ liên quan là như thế nào? Thì lúc của chị mới cả kiên lật mặt như thế thì ai chả cáu, thì tôi chả làm vậy. Cáu gì? Mày mà chả cáu. Tao đã bảo mày rồi, tao ấy là người yêu của anh Kiên. Mày đó là mày không làm cái gì hết. Có lúc nào mày cứ động vào nó như thế nào? Mà anh đã bảo với mày bao lần rồi, bây giờ chúng nó yêu nhau mà mày cứ thế nọ thế kia, xong là mày ấy vào thế thì chị Thư chị chả bực chị ấy. Bây giờ mày phải biết thế nào là đúng là sai, xong rồi mày phải xin lỗi chị chứ, xong rồi bây giờ... Thế Kiên nó không yêu thì thôi đấy, quay ra nó còn lừa thôi, kiểu mà để em rút đơn kiện cho Thư làm gì. Rút đơn kiện thì mày... Đấy thì chẳng khác thì nó lừa em rồi. Lừa thế mày, mày như thế nào thì chúng nó mới lừa mày, chứ mày không làm ra chuyện thì ai người ta lừa mày. Nếu mày để yên mọi chuyện ấy, chị với anh Kiên vẫn như là bình thường ấy, thì mọi chuyện chẳng ra như thế này đâu. Chị em mình chẳng bao giờ phải gặp nhau và đánh nhau như thế này đâu. Mấy cả không phải tự dưng mà tôi đến đây, đấy là bác Phúc bác đưa tôi đến, thế thì tôi đến thôi. Tôi đến mà mày vào hùa, mày vào mày lấy bùn mày hất vào người chị, xong còn dẩy chị ngã xuống các thứ ra, xầy cả vào cả người ra. Hôm qua mày hất vào người bùn người chị, mày nhớ không? Mày cãi cái gì? Hôm qua có thằng cãi anh à, hôm qua nó hất bùn người em, nói với cả bác Cúc. Mà bây giờ nó vẫn cãi là nó không làm gì em hết. Làm ra rồi mà còn không dám nhận. Thì tôi chỉ về bảo bác Cúc thôi, thì bác cáu quá bác đi tìm chị ấy, thế là mi hất bùn vào người chị đây. Hất thì bây giờ mày sai, mày phải xin lỗi đi chứ, xong mày cứ con gái bây giờ mày biết thế nào đúng là sai chứ. Nhưng mà ngay cái lúc đấy là mày là người xúi bác Cúc, không phải là bác Cúc xúi. Tôi chả phải xúi gì cả. Ta còn chị không đã nhớ mày. Bây giờ ấy, đừng bao giờ liên quan đến anh Kiên nữa, đừng liên quan đến cuộc sống của chị nữa, nhớ chưa? Nhớ chưa? Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, cảnh cáo rồi, cũng ấy rồi. Cái chuyện nó dứt khoát thì để em đem cho hai đứa nó ấy với nhau. Còn bây giờ là em phải biết như này này, em cũng lớn tuổi rồi, Kiên cả Thư yêu nhau cũng mấy năm rồi, em phải tự biết đúng hay sai. Kể cả bác Cúc bác ấy cũng muốn cho em về thì tự em biết thế nào là đúng là sai, em cũng không được ép làm như thế chứ. Đúng rồi. Em cũng phải khuyên bác là bây giờ thôi, anh chị đã yêu nhau mấy năm rồi thì thôi bác để cho anh chị đến với nhau. Đằng này em lại cứ bác nói gì em lại vào hùa, xong là em lại thế nọ thế kia. Mày thì còn trẻ, mày mới 2007, còn bao nhiêu ra ở ngoài kia nhưng mày không cần. Bây giờ anh kia sắp lấy vợ rồi, anh sắp lấy chị rồi, mày bán ra làm gì? Nhưng mà chị không thấy bác Cúc bác có chấp nhận chị đâu. Nhưng mà kể cả bác Cúc không chấp nhận chị thì mày đứng sấy vào làm gì hả? Bác Cúc bác không chấp nhận đấy là việc của bác với cả chị Thư với cả anh Kiên. Còn anh Kiên là yêu chị Thư rồi thì em làm sao mà em cứ vào em hất chị Thư ra làm sao được? Em phá hoại em Phúc của anh chị. Em không biết em làm như thế là sai à? Bây giờ tự dưng nhá, bây giờ sau này em đi yêu một người, bây giờ có người khác tự dưng người ta đến người ta giật người yêu của em, giật chồng của em thì em có chịu được không? Nhưng mà đây Thư mới là Kiên chưa cưới, mới cả bác là người đưa em đến, thế em thấy chả có gì là sai cả. Bác đưa em đến nhưng sao anh nói mãi mà em vẫn không hiểu sai à? Con này nó ương lắm anh ạ, con này nó không nghe đâu. Thật đấy. Bây giờ bác Cúc đưa em đến là một chuyện, nhưng mà anh Kiên anh có yêu em không? Thôi anh ơi, không nói nhiều với nó, bây giờ nó mà không nghe, anh em mình đến nhà bố mẹ nó nói chuyện luôn. Bây giờ đến nhà bây luôn anh ạ. Biết lỗi rồi còn không chịu nhận. Hay bây giờ mày muốn lại để anh biết chuyện đấy mà chị đến nhà tôi làm gì? Hay là mày muốn là để bọn anh cho hết cả thiên hạ biết, cho cả bố mẹ em biết, rồi cho cả khắp khu này người ta biết là em là người đi giật chồng người ta hoặc là giật người yêu người ta thế nọ thế kia. Chắc chắn là bố mẹ con này chưa biết gì đâu anh ạ, nên là nó mới vênh váo này. Chắc là chưa biết gì. Mấy lần đến nhà có gặp bố mẹ đâu? Vâng. Mà không biết bố mẹ nó đi đâu, chả bao giờ đến mà bây giờ phải nói với bố mẹ nó anh chị ạ. Anh về tôi nên là anh không gặp được đâu.
không gặp bây giờ em phải tự biết thế nào là đúng là sai chứ. Em phải buông tha cho anh chị chứ. Nên mày hư như thế này gì? Bây giờ tự dưng anh Kiên anh bảo ừ bây giờ anh Kiên anh chấp nhận anh yêu em, anh không yêu chị Thương nữa cơ. Thì em hãy sau là yêu anh chấp nhận là yêu bọn em yêu nhau rồi mà chị Thương chị vào chị phá cơ thì đã đành. Đây tự dưng em không biết hổ thẹn em vào em phá người khác thì thế em không biết hổ thẹn nữa. Hai anh chị đã yêu nhau 4 năm rồi đấy. Tự nhiên em đến em phá hoại. Anh nói phá nào, em chả phá, bác là người đưa em đến, bác bảo bác chấp nhận em rồi thì em ok em ở đấy. Nhưng mà em phải hiểu là bây giờ là tình cảm không xuất phát ở hai phía. Anh Kiên không yêu em, chỉ có em và đang đơn phương thôi, và anh Kiên vẫn đang yêu nhau. Bây giờ em phải hiểu là em là người phải ra đi, em đừng liên quan gì đến bọn chị nữa. Bây giờ chị không phải nói nhiều với em bởi vì chị rất là nhiều về người bận. Chị không phải đứng đây để cãi tay đôi với em suốt những ngày qua như thế này, rất là mất thời gian cho chị. Thì em cũng chả biết bởi vì bác là người đưa em đến đúng không? Còn chị mới cả Kiên thì chưa cưới nhau. Thế anh ơi, bây giờ anh em mình không nói nhiều. Anh em mình đến luôn nhà bố mẹ nó đấy. Bây giờ anh bảo mấy em như này này. Bây giờ hai đứa nó yêu nhau bây giờ, kể cả em với Thư bây giờ. Bây giờ tự dưng mà bây giờ không muốn nuôi thai co hai bên nữa thì em bây giờ em phải buông tha cho chị Thư với cả anh Kiên. Bây giờ hai bên không làm gì nhau, em cũng đừng có xúi dục các Cúc thế nọ thế kia nữa. Em cứ chuyên gia đi xuống chuồng các Cúc thôi. Bây giờ em bảo em không làm gì đúng không? Từ bận sau nhá, em mà làm gì, em mà động chân động tay với Thư là bọn anh. Vâng, khi nào anh thấy em động chân động tay thì em cũng nói. Thế bây giờ mày hứa mày có lần giờ thay anh Kiên được không? Giờ em chả liên quan gì đến Kiên nữa. Mày còn... hứa đúng không? Mày thề nhá. Mày hứa mày thề mày không bao giờ được liên quan đến anh Kiên nhá. Bắt đầu từ tối nay về thu dọn đồ về luôn. Không có liên quan gì. Nhưng mà em về bác không cho em về, bác cứ bảo ở đấy bác nói chuyện với anh Kiên. Mày cứ không về, về thì mà em cứ về. Đúng rồi. Cái gì cứ phải bác cứ xin phép bác về là được, cứ gì đâu. Em muốn kể cả em là con gái lớn, kể cả em đi đâu bố mẹ em đôi khi còn trả cản nữa. Em muốn xin bác Cúc chỉ là một người ngoài. Mà bây giờ bọn anh chả nói chuyện với em nữa. Bây giờ là tốt nhất là từ bữa sau em mà động chạm gì đến Thư với ở Kiên, mà động chân động tay với Thư nữa là bọn anh xử lý em luôn đấy. Thôi anh chờ, còn bây giờ là anh em mình không thèm nói chuyện với em nữa. Bọn anh thì không có thời gian để nói chuyện với em nữa. Nếu mày đã hứa như thế rồi thì chị xem mà lời hứa mày nói những cái gì mày có thực hiện được không nhá. Và nếu mà không thực hiện được ấy, chắc chắn là cháu có một biện pháp để xử lý mày. Thôi không nói chuyện nói nhiều nữa, anh em đi về đi. Ừ. Thật ngựa. Rồi có sang nói chuyện bố mẹ nó không chị? Thôi từ từ đã, để xem thái độ như thế nào. Nó như thế nào đó. Hôm nay là có anh đi cùng em nó mới như này đấy, chứ mọi hôm. Hôm nó toàn đánh chị thôi. Hôm mình em đi nó toàn bắt nạt em ấy. Đi bây giờ đi về đi em ơi. Đi về đã. Đấy, cái con này anh ơi, anh không biết đâu, cái cảnh hôm qua nó với cả là bác Cúc nhá, giày em xong rồi là hát hết bùn mà mặt em ngồi sửa xỉu em như thế nào ấy. Nên bây giờ mặt nó thay đổi 100% thái độ khác hoàn toàn. Nên là do có anh ở đây nó mới thế đấy. Đúng rồi, có ai, có anh người lớn nên là mới thế đấy. Con này nó chuyên thế mà, nó cứ có ai đến ấy cái gì cái nào nó bảo em không làm nọ thứ kia đâu. Bắt đầu từ ngày hôm nay nhá, chị em mình sẽ phải xem là thành công con này như thế nào, xem nó có thay đổi không. Cứ phải theo dõi anh chị. Con này lắm âm mưu lắm anh ạ. Thế đúng nào nó cũng ủ mưu trong đầu ấy, xong rồi là bắt đầu nó thực hiện, nó thực hành, nó lên kế hoạch. Nó còn hôm đó nó tuyên bố nó bảo là nó gặp em ở đâu đánh em ở đấy anh ạ.